ngày ní bây rối khai phở cốn chân nam khá chặt thỏa xạ bút xạ cả rạch bí bón bàm rồi học sắp rạm mối trở nên thay bà khóa tí bàm buồn khai mì ní chân nam bí bón mà phải bày Bút tâm xa lòng ngạc cha គណៈកម្មការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំសាងពីថ្មភ្នំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់មហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាចូលរួមចូលកសាងជាបន្តទៀត ដើម្បីឲ្យបានហើយចប់សពគ្រប់ជាស្ថាពរក្នុងបំណែកឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមបាននោះគឺ1ការចូលតាប់ឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាមួយឈ្មោះ153ឈ្មោះទៀតឯការចូលកសាងរតនបល្ល័ង្គទីប្រទេសសយនាក្រឡាព្រះបន្ទុំនិងក្រែសំណឹងតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំនេះនៅខ្វះចំនួន30ព្រះនាមនិងឈ្មោះទៀតរូបចម្លាក់ព្រំមុខ4សាងពីថ្មភ្នំដូចគ្នាមានភ្នែន8ទឹកក្នុងព្រំនីមួយៗថ្លៃ1200ដ
មក្នុងការកសាងទាំងនេះបានតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយសូមទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈផ្សាយទូរស័ព្ទលេខ012 560និង550ឬ015 660និង550សូមអនុមោទនានីចូលកសាងព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ទុំនិងរតនបល្ល័ង្គទីប្រទានសក្យណាក្រឡាព្រះបន្ទុំនិងក្រេសំណឹងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសរណំរតចាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះអធិការកិច្ចណូវ៉ានីអន្តរសាបញ្ញាតែតែបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz រាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាកិច្ចខាងដើមនេះសូមអរាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសម្ដាប់ស្ដាប់
nâng sắc xá. Chỉ môi nâng nửa tì sắc xá nâng bếc cổng bì bếc trái bì đọc khám ai tám cho bạp đảm. Đôi biên khlâm xá tiếng sở rộng kháng kròm đi. Sam sắp bạm bốn, ý tay vô tờ cá tu cá nịp bạt bạc thâm một vẹt sổ tì bạm bốn. Xa đương tì sam sắp bạm mối khi nhóm bạn sắp một hỏi thà bếc miên bạp phía trung tra hai bạc rõ hôn xâm đại hỏi khàn. Mình yêu bị khổ tăng lại bộ cố bạp bạc 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 mình mẹ đọc bây của họ nơi chôn, mình mẹ đọc bây rùa rìa chồng bùa chôn, mình mẹ đọc bây án đi xong cư liệp sạc cả rạng nâng sạc rấy sọ sạc tê. Mình bảo bất bố mì chà đi dạc để kết tham một hà chôn cho sko nơi ạc mà anh được chân này lời. Khán mà nê bị khẩu tàng lại tam bất nốt bộ cô bất bố mì chà đi dạc đi. Đọc bây đằng phóng, đọc bây cầm nót đằng phóng, khán lúc bè miên tạp hiệt trong sầm đáy sạc rấy được hời. Khán trông tra kia tha bọn đi khu nông sốt nụ thả. Bởi miên bởi phía bởi ổn nụ. Trông bán xâm đại bố mì chá đi dạ đáy mần áng tạm bị thạc kê thả. Tí bởi bật tư. Đạp bay cho sốt căn bởi nụ biến đạp bay đăng đạp bay cầm nọt đăng. Nít chìa plâu đáy. Bởi xa mà xàm bốt tương lai trông biến bởi ạc chìa sài thông. Sài rốt nơi cun đọt thông trông bắt đi bắt một hời chôn tương lai ná. Đá tạm plâu đáy bởi bốt trông xâm đại hải nụ. Chúng mô tha thua tạm biệt và đáng đầy bếp sạch đà, nâng thua nơi tiên bóng phốt này tục bàn khán. Khi nhóm bàn sạch đáp một hỏi thả sẽ đấy đi anh bếp miền bếp hiệp bán trả tục hỏi khán. Chóp số tiên bàm buồn khán xôm ác nụ mô tẹ nì. Tùm bó lấy sai sập cột. Sở tôn đã bây đọc khốt tất cả nị cái, ý tế vô tất cả tụ tỷ dạ phía. Xa rương tiên xàm sắp rằm phí khi nhóm bàn sạch đáp một hỏi thả bếp miền bếp hiệp trông trả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để mình yêu bị khổ tàng lại, bị khổ bà góp đời thọ bì nì ai rồi mình chẳng đôi sự đầy sốc. Nâng sau mà đó chỉ nét bà rốt đảm bầy ốc á sơ vã tàng lại. Đôi ủ bái nây bà nhà nông bách cho bọn khán lúc bà miên bà phía. Xong đai sự đầy nì hài khán tưởng trác kia thá bọn đi. Nông sâu nụ thà. Bị khổ chia bần đất miên bà diễm chỉ cương đốt cầm đáy kể lệ miên bà nhá chỉ cương để xả luôn. Có bây sẵn vết nông tì chỉ tì tăng nây sẽ đấy sẵn vết chẳng lại có bây bị cha đoàn nát đòi bà nhá. Bị khổ miên thò chỉ cương nơi dạng đi miên bà diễm chỉ cương đốt cầm đáy kể lệ. Bà rất ngọp mần riêng miên bà cọp rươi rươi nơi chế tàu xã mặt hạ. Hai có bây đò nơi kê đi dạ ổ tớ nịt tục bàn khán. Khi nhóm bàn sạch đạp một hỏi thà. Sẽ đây đi anh bè miền bè phía bán trả tục hỏi khán. Chóp sô tì đọp khán. Chóp mà hà vẹ khán. Sôm á nụ mô tẹ nì. Tục bó sai sâm hồi. Ít tế vô tật cát tục cát nì bát bạc thông mà vẹ ụ tiền. Ụ tiền này bạc thông mà vẹ nốt cư. Nì dưới ông bì bì khô bạc góp để thò bì. Miền bì lớp thò đốt cục đào muối thò. Mình bán đốt cầm nào mối, bởi gió phân nông và đạo lục, miền bì lớp. Vì khâu miền bì chiếm chỉ cương đốt cầm nào kể lễ. Mối vì khâu bởi bất bố mình chạy đi dạ, mình mến làm bây của họ miền bì lớp. Vì khâu bởi cóp đời thó bì giáng rồi mình miền sẽ đầy sốc nâng sau mà đọc mối. Tiếng ông bà lúc trời chỉ đọc khán. Tập bò lấy sai sập bí. Sai thước tì xàm sắp làm bấy, khá nông bày đọc sai tì hà sập bấy. Ý tế vô tật các tụ cá nị bát tụ tỷ dạ vẹ. Khi nhóm bàn sát đáp một thá, bà đẹp miên bà đẹp phía trung tra hơi. Bà đẹp hà hôn xâm đại hơi khàn mà nếu bị khẩu tàng lái. Vị tật các miên bì giáng cư khai màu vị tật các bị bình chỗ thầm ấy. Vị tật các bà góp đôi cá đỏ ná chỉ đá bất mùi. Vì vê các vị tật các bị bình chỗ thầm ấy. Vị tật các bà góp đôi vị vết bất mùi. Tại anh phốc phô láng chỉ tràn. Trong phút bệ thật thả cốt ả rõ hắn xa má xảm bột khán, mà nê là bị khẩu tràng lại thật thả cốt chế nẹ thị thị. Khân nông sẽ đấy bằng phía bạc, trời ơ khân nông sẽ đấy bằng phía bạc. Mà nê là bị khẩu tràng lại vị tất cả ní ai, tay anh phô lãng chế tràn trong phút bệ thật thả cốt nô.
ដែលជាអ្នករីករាយក្នុងសេចក្តីមិនព្យាបាទត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនព្យាបាទតថាគតមិនបានបៀតបៀនសត្វណាមួយដែលនៅតក់ស្លុតឬដែលនឹងថឹងដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្តពាក្យបញ្ចូលថ្មីកាយប្រយោគឬវចីប្រយោគបាត់នោះឡើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជាអ្នករីករាយក្នុងវិវេកត្រេកអរក្នុងវិវេកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិតកៈនេះឯងតែងផលផុសឡើងជាច្រើនចំពោះព្រះតថាគតដែលជាអ្នករីករាយក្នុងវិវេកត្រេកអរក្នុងវិវេកថាអកុសលនោះតថាគតបានលះអស់ហើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះក្នុងសាស្ត្រានេះអ្នកទាំងឡាយគួររីករាយក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិតកៈនេះឯងនឹងផុសផុលឡើងជាច្រើនចំពោះអ្នកទាំងឡាយនោះដែលរីករាយក្នុងសេចក្តីមិនព្យាបាទត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនព្យាបាទថាទពលេខ43អតិវតកៈទុកនិបាតទុតិយវៈសោទី1យើងទាំងឡាយមិនបៀតបៀនសត្វណាមួយដែលតក់ស្លុតឬដែលនឹងថឹងដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្តនេះឡើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលរីករាយក្នុងវិវេកចូលត្រេកអរក្នុងវិវេកចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិតកៈនេះឯងនឹងផុសផលឡើងជាច្រើនចំពោះអ្នកទាំងឡាយនោះដែលរីករាយក្នុងវិវេកត្រេកអរក្នុងវិវេកថាអ្វីជាអកុសលអ្វីដែលយើងមិនទាន់លះបង់យើងលះបង់អ្វីខណ្ឌលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយខណ្ឌទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងសោតនោះថាវិតកៈលយងពីរយ៉ាងគឺខែមវិតកៈមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយអំពីនោះវិវេកៈវិតកៈទី2ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយតែផុសផុលឡើងចំពោះព្រះតថាគតជាព្រះពុទ្ធដែលបុគ្គលដតេគ្រប់សង្កត់មិនបានខានតថាគតហៅបុគ្គលអ្នកបន្ទោបងនៅងងឹតដល់នៅត្រើយស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំដល់នៅសេចក្តីត្រាស់ដឹងស្ទាត់វាបញ្ចូលថ្មីក្នុងឈានបាត់មិនមានអាសវៈឆ្លងនៅពឹសគឺកិលេសរួចស្រឡះហើយព្រោះការអស់តណ្ហានោះឯងថាជាអ្នកប្រាជ្ញត្រទ្រង់នៅកាយជាទីបំផុតកំចាត់បងនៅមាដល់នៅត្រើយនៃជូរីខណ្ឌទពលេខ44សតន្ត3ដកខុតកនិកាយអិតិវតកៈបុគ្គលឈរលើកំពូលភ្នំជាវិការៈនៃថ្មសុទ្ធក៏បីឃើញនៅប្រជុំជនដល់ជុំវិញមានឧបមាដូចម្តេចមិញលោកអ្នកមានបញ្ញាល្អមានចក្ខុជុំវិញមានសេចក្តីសោកទៅប្រះហើយក៏បីឡើងកាន់ប្រសាទនៃវិការជាវិការៈនៃធម៌រមែងឃើញនៅប្រជុំជនដែលមានសេចក្តីសោកមិនទាន់ឆ្លងហើយមានជាតិនឹងជរាគ្របសង្កត់ហើយក៏មានឧបមាដូច្នោះដែរខានខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ទុកហើយខានចប់សូត្រទី1ខានសូមអនុមោទនាខ្សែរឿងទី39ក្នុងបិដកលេខ53ខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហើយព្រះរហន្តសម្ដែងហើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2យ៉ាងដោយបរិយាយខណ្ឌធម៌ទេសនា2យ៉ាងតើដូចម្តេចខណ្ឌគឺអ្នកទាំងឡាយចូលឃើញនៅបាបថាជាបាបនេះជាធម៌ទេសនាទី1លុះអ្នកទាំងឡាយឃើញនៅបាបថាជាបាបហើយចូលនៅណាយចូលចិនឆ្អន់ចូលផុតស្រឡះចាកបាបនោះនេះឯងជាធម៌ទេសនាទី2ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទេសនារបស់ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2យ៉ាងនេះឯងដោយបរិយាយខណ្ឌលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយខណ្ឌទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងសោតនោះថាទពលលេខ45អតិវតកៈទុកនិបាតទុតិយវៈសោតទី3អ្នកចូលឃើញនៅព្រះវាចាដោយបរិយាយនៃព្រះតថាគតជាព្រះពុទ្ធដែលទ្រង់មានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់សព្វសត្វផងនៅធម៌ទេសនា2យ៉ាងដែលព្រះតថាគតប្រកាសហើយផងអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកឆ្លៀសចូលឃើញនៅអំពើបាបអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់នៅបាបក្នុងបាបនោះត
tỏ ông bì nụ tư chô nẹ tiếng lại miền chất bạc chạc sẽ đầy trẻ ó, nâng phơ nơi tí bẩm phốt nịch tục bàn. Khán, khi ông bàn sát đáp một hỏi tha sẽ đầy đi ánh bạc miền bạc phía. Bàn trả tục hỏi khán chóp sâu tì bì khán, xôm ạ nụ mô tẹ nì. Xa rương tí sai sập cột khi ông bàn sát đáp một tha bạc miền bạc phía. Trung trả hỏi bạc ra hòn xâm đại hỏi khán. Mình đi là phí khẩu tàng lái, á vị trí chi bật thiền, đảm bây chú bật tiết nữ á của xa lạc thoa tàng lái. Á hệ rí ká nâng á nào tạp bạc ká tàm krói khàn. Mình đi là phí khẩu tàng lái, chậm nay á vị trí chi bật thiền, đảm bây chú bật tiết nữ cổ xa lạc thoa tàng lái. Hệ rí nâng áo tạp bạc ká tàm krói khàn. Lúc bạc miên bạc phía trung xâm đáy sẽ đầy đủ hỏi khàn. Trung trác kia thà bọn đi khổng sốt nục thà. Tổng bộ lấy sai sắp ra mối, sợ tôn đã bây đọc khốt tất cả nịt cả ý tích vô tất cả. Tổng cực tế tàng lái là nịt mối tàng nông lục ní tàng nông bà rạ lục. Tổng cực tế tàng ổn lục. Miên áo với chia chỉ rư miên sẽ đầy bà thân án nâng sẽ đầy lục. Chỉ cử lương độc đà làng. Bộ cú miên sẽ đầy bà thân án liệt mụ. Miên sẽ đầy mần khả mạc bạp. Tàng miên sẽ đầy mần áo bơ nông cao nà hái tay từ tu nợp hò bạp tơ can áp bài bà rục bạp nô. Nóng cả nô khàn bồ hạt nô, vì khổ có bây giang chan tét lô phẹn nâng ạ vị trí áo vị đi tử phong. Nhang vị trí áo cát làng phong, tớ lẹ bong nơi túc cả tế chẳng buồn bàn khán. Nhóm bàn sẽ đạp một hai dạng đi. Thà, xa máy nị ảnh, bè miên bè phía bàn trác tục hỏi khàn, chóp sâu tì bầy khán xông ác nụ mô tẹ nì. Xa rương tì sai sập mũi, khi nhóm bàn sạch đạp mốc dạng đi. Bạn đã, ả rõ hôn xâm đại hỏi khàn. Mà nếu bị khẩu đằng lại sát đằng lại ná sạp xôn chạm bà nhá đọc đọc xa. Sát đằng lại nô chú mô tha sạp xôn ổ đồ linh. Sát đằng lại nô đồ mênh, nơi chỉ tục. Bà góp đôi sạch đầy thân năng thân ác. Bà góp đôi sạch đầy chẳng yết chẳng ốc. Bà góp đôi sạch đầy cất áo cổ đọc hài. Khi nông bài trợ bón lúc bài thay lấy điện cài xa lạp tớ và cót chia từ cán tục ở tệ khán. Tục bó lấy sai sắp làm phí, ý tế vô tờ cá tụ tỷ dạ vẹ tụ cá đi bát sâu tỷ buồn. Mà nếu bị khẩu tương lai, sát tương lai bần sạp sốt chạm bằng nhá đọc đọc xa. Hai sát tương lai cho mùa tha, bần sạp sốn sát tương lai nụ. Tại nơi chỉ sốc bần và cóp đôi sẽ đầy thẳng thân ạ. Mình bà góp đôi sẽ đầy chẳng yết chẳng ổ, mình bà góp đôi sẽ đầy cất áo cất hài. Nóng bài trợ bọn lúc bài thế điện cài xa lạp tớ bà góp chia từ cán sốc cất tệ. Khàn lúc bà miên bà phía trùng xâm đáy sẽ đầy nụ hỡi. Khàn trùng trác kia tha bọn đi, nóng sốt nụ thà. Nẹ chô mơ nâu sạch lộp rôm tàng tì bà lộp để chóp nơi nóng niếm nâng rụp. Rồi mấy dùm qua tha, ní chìa rồi bỏ bật. Rồi sạp xôn chạm bà nhà đó bà xá ở khàn. Bà nhà chỉ cướp bà bật tử đầm bấy chạm thật lúc. Ní anh bà xá bòm phốt nồng lộp. Rồi bà nhà đó đằng chá bác nơi kỳ đi giá ọ chiết nồng phốt đói bà bầy. Tê và đá nâng mần nụ tàng lại tay sổ lanh nơi bà xàm bốt tàng lại nụ. Đá miên xa mà rồi đầy miên bà nhà chỉ cướp đi dì. Tôi trông nở riêng cái gì tí bằng phật khán khi ông bàn sát một hời. Thả sẽ đây đi anh bà miền bà phía bàn trác tục hời khán. Chóp sô tì buồn khán sống ác nụ mô tẹ nì. Tôi bỏ lấy sai sắp làm bấy sợ tôn đã bấy đọc khó tờ cá nì cái. Ê tế vô tờ cá tụ tì dạ phía. Sai đứa tì sai sắp vì khi ông bàn sát một thả bà miền bà phía trông trả hời. Bà ra hôn xâm đại hời khán. Mà nếu bị khẩu tàng lại thò xò bì nì, tay đặt xa nở lô khán thò xò bì ta đôi bàn đáy khán. Cứ hãy rẽ mũi ao tập bạ mũi khán mà nếu bị khẩu tàng lại. Bà thò xò bì nì mân có bây đặt xa nở lô tì. Bịa tha miệt đạc cái đấy mà đại bình cái đấy mà đại thông cái đấy. Bà bôn rộ bò hạ trả cái đấy, bà bôn rộ bò cổ đủ cái đấy mân bà cọt lô nông lô đi. Bản lời lô. Nâng đo nơ ca cho đo lốt cho đo lòm khá nế. Đối chỉ sát bộ phê cái món chút cái nâng chỉ chó đổi chân nâu. Khàn, mà nếu bị khẩu tàng lái. Bước hai tay thỏ sò phi ní tay ra xá nở lột bán chỉ bị thả miệt đà cái đấy. Mà đai miên cái đấy, mà đai thông cái đấy. Bà bốn nở bỏ hạ trà cái đấy, bà bốn nở bỏ cổ đủ cái đấy. Tớ bà cọt bán khàn.
ลูกประเมียนประเพียตรงสำได้สิกไรดอกหายขันตรงตรากีธาป่อนในขนมโซดหนุกธาบ้าให้ได้หนึ่งเอาตะปะมันเวียดดอกสัตว์จังไรนะสอบกาเตสัตว์จังไรนู้จีเนี่ยเคลียดจะหรือกูในท้อสอเมียนดำน้าตึกการเชียดหนึ่งโมดอนนักขันจำไรสัตว์จังไรนะดอกกอลตุกเนื้อให้ได้หนึ่งเอาตะปะได้ประเภทสอบกาสัตว์จังไรนู้จีเนี่ยเมียนโปรเมจาริยะจำรานหายជាអ្នកស្ងប់អស់ភពតទៅទៀតហើយខានខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ទុកហើយខានសូត្រទី5ចប់ខានសូមអនុមោទនាទំព័រលេខ49ខ្សែរឿងទី43ខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសម្ដែងហើយខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិដែលមិនមានមិនបានធ្វើដែលបច្ច័យមិនតតែងហើយតែងមានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើធម្មជាតិដែលមិនកើតមិនមានមិនធ្វើដែលបច្ច័យមិនតតែងនឹងមិនបានមានហើយការរលាស់ចេញចាកធម្មជាតិដែលកើតដែលមានដែលបានធ្វើដែលបច្ច័យតតែងក៏រមែងមិនប្រកបក្នុងលោកនេះឡើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុតែធម្មជាតិដែលមិនកើតមិនមានមិនបានធ្វើដែលបច្ច័យមិនតតែងហើយតែងមានបានជាការរលាស់ចេញចាកធម្មជាតិដែលកើតដែលមានដែលបានធ្វើដែលបច្ច័យតតែងហើយទើបប្រកាសឡើងបានខណ្ឌលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងសេចក្តីនោះហើយខណ្ឌទ្រង់ត្រាស់គាថាប៉ុណ្ណេះក្នុងសោតនោះថាបុគ្គលមិនគួរត្រេកអរនឹងកាយនោះតែមានដែលកើតព្រមដែលបានធ្វើដែលបច្ច័យតតែងហើយជារបស់មិនទៀងជារបស់ដែលជរានិងមរណៈតតែងហើយជាទីនៅនៃរោគជារបស់ពុករលួយមានអាហារនិងតណ្ហាជាប្រភពពាក្យបញ្ចូលថ្មីជាដែលកើតបាត់តពលលេខ50កុតសតន្ត13ដកខុទ្ទកនិកាយអិតិវតកៈឯព្រះនិព្វានជាគ្រឿងរលាស់ចេញនៅកាយនោះទើបជារបស់ស្ងប់មិនជារបស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីត្រិះរិះជារបស់ទៀងជារបស់មិនកើតមិនកើតព្រមមិនមានសោកប្រះចាកសេចក្តីត្រេកអរការរលត់នៅហេតុនៃទុក្ខទាំងឡាយការទំងប់នៅសង្ខារជាគុណនាំមកនៅសេចក្តីសុខខានខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទុកហើយខានចប់សូត្រទី6ខានសូមអនុមោទនាខ្សែរឿងទី44ខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសម្ដែងហើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅពានធាតនេះមាន2ខណ្ឌនៅពានធាត2តើដូចម្ដេចខណ្ឌគឺសៈឧបាទិសេសៈនៅពានធាត1អនុបាទិសេសៈនៅពានធាត1ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសៈឧបាទិសេសៈនៅពានធាតតើដូចម្ដេចខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអរហន្តខេណាស្របមានព្រហ្មចរិយាប្រព្រឹត្តរួចហើយមានសោលៈសកិច្ចបានធ្វើស្រេចហើយមានភិរៈដាក់ចុះហើយមានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្រេចហើយដោយលំដាប់មានសង្ឃយោជនៈក្នុងភពអស់ហើយផុតស្រឡះហើយព្រោះដឹងច្បាស់ដោយប្រពៃប៉ុន្តែឥន្ទ្រី5របស់អរហន្តខេណាស្របនោះតាំងនៅដដែលអរហន្តខេណាស្របនោះទៅសោយអារម្មណ៍ដែលពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តសោយសុខនិងទុក្ខព្រោះឥន្ទ្រីទាំង5នោះមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ទេខណ្ឌទំព័រលេខ51អិតិវតកៈទុកៈនិបាតទុតិយភិក្ខុសោតទី7ការអស់រាគៈអស់ទោសៈអស់មោហៈណារបស់ព្រះអរហន្តនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាសៈឧបាទិសេសៈនៅពានធាតខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអនុបាទិសេសៈនៅពានធាតតើដូចម្ដេចខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអរហន្តខេណាស្របមានព្រហ្មចរិយាប្រព្រឹត្តរួចហើយមានសោលៈសកិច្ចធ្វើស្រេចហើយមានភិរៈដាក់ចុះហើយមានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្រេចហើយដោយលំដាប់មានសង្ឃយោជនៈក្នុងភពអស់ហើយផុតស្រឡះហើយព្រោះដឹងច្បាស់ដោយប្រពៃខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការសោយនៅអារម្មណ៍ទាំងពួងមានសុខវេទនាជាដើមការមិនត្រេកអរដោយកិលេសមានតណ្ហាជាដើមរបស់ព្រះអរហន្តនោះនឹងស្ងប់រងាប់អត់កំរើក្នុងអត្តភាពនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាអនុបាទិសេសៈ
nhóm Prakarana Thma Phiếp xóm Prakết nâng trầm riêng chút bộ rộng biến trầm bộ mô hà bộ thập bộ rì sát nhóm nhiệt bộ thổ nơi tu tăng bộ rì chìa này chạc công bộ chìa tầng mũ xóm bộ mê ta bàn chì điệp nâng chì điệp thả kết trăm thay đi ca co sang bộ phút bà đề mà trụng tùm nâng rất tà nạc bà lãng ti bộ tên xa yà nạ kào la bộ bà tùm xâm rạp đồng cò bộ phút bà đề mà ong thùm lý bán xâm rạch bộ màn chìa bạch sắp phía ở rồi hời rí ai ca co sang kết trăm thay đi trái chậm nay tham việc cá sả rộp ót chậm luôn mùi sen trầm pi mơn đồ lá đang rất tận nát bà lằng ai cá khoác khát chậm buồn một nỗ cử mùi nồi chiên màu cá đắp lát bà put bà để mà ong đi nơi khoác chậm luôn mùi mơn buồn buồn trầm rối đồ lá tiệt ai rất tận nát bà lằng đi nơi khoác tham việc cá chậm luôn trầm buồn đồ lá xâm rạp xâm phê rẽ nâng chân ủ chiến đã trái co sang bằng hợi nơi bộng này chân nằm phí bón mọc hệ bầy khang múc nì à xa rai hải đi xôm bố thơ bò rì sạch đá anh chị một nông vị thi bón bằng sổ xain bọc nổ tám tùm niêm tùm lộp mại chân nê phê khang múc nì châu ruông bò rì chá thuật thiến châu co sang ở bàn cực cực nì rồi bóng vọt nợp nay khẳng trường nâng khẳng cả miên trầm nôn hóc sập lòng. Rồi bóng đi, nông mùi phong miên tự tân bầy mạch công phu bầy mạch riếp ách mập hệ bầm phép nơi các bác ra chân nạ bồ ràng mái. Nông mùi phong lại bàm bầy rồi. Đồ là sơ so bà sát thản phụng nơi khóa trầm nôn xám sập vị đàm. Sơ so thì không mùi đám lại mùi bọn pram rối đồn là bởi nhôm nhất sạp hỏi miền cá chạp ở rộng trong châu ruông châu cỏ sáng nay nhà mùi xôn thua cá tập đẹp tập nộng hát tù rụt sạp bục lễ xôn đọc bí pram mùi rối học sập nâng pram rối hạ sập rứ xôn đọc pram pram mùi rối học sập nâng pram rối hạ sập cái nét cam mà cả sáng sáng rong chăm từ tu sửa cùng Phật Thầy Bồ Tát group về vị lìa sôm ọ bạch cồn nâng sôm ọ cồn สาธุสาธุมหาพุทธศาสนาขมายค้ายมราชเกียรติประทอเจียนเนี่ยสลับในตุ้งแจงประหริจีนาจักรกองปุจีตะมูจิติสการะนั้นจิติรอบอ่านดอกปุ่งปุ่งกรรมวิถีสายสำเร็จประพุทธศาสนาในที่ศึกษาในกุมภีประไตรบิดอกหมายตามฉบับดาวดอยในที่ระบบยืมบ้านเช่นโจมกดที่เป็นชาวไทยลูกกรรมวิถีสายสำเร็จประพุทธศาสนาส้มลมอ่อนกายกราบและมัสการท้อยบ่งกลมเหลียหนึ่งส้มจำร่างโผล่เหลียเคลียจ้าปีเศร้าตั้งตรีอย่ารอมในมหาพุทธบริษัทเจียนสตาร์ทแต่ตรัมปนเนสันโจในตียืนส้มสัญญาทานังเวอร์มกรุบเนื้อซ้ายจิตไม่ดองเตี้ยนึกไงสายตามไปเหลียหนึ่งมองดอกแดงส้มพุทธบริษัทมาประกอบด้วยเนื้อประพุทธโผล่แจ้งบุญประกาศคืออายุวันละสุขะนังเปรียกบใบเคลี้ยงเคลียดเลยส้มอประกุลนังส้มอคุณส้มอนุโมทนาคณะกรรมการสังสองขย่อมประกาศนาธรรมเพียบส้มประกาศประกาศหนึ่งจุนปรมีนจีอลาฤกษาจับตั้งปีทั้งไงในต่อตือพุทธบริษัทเงียบประท้อในกรุ๊ปตื้อแตงประบายได้จ้องนิมนต์นั่งอ่านเฉยหมกตุสนาได้ต่อในขนมวัดระแปงชูกซอซ้อมมาโดยประบายเจี๊ยบใส่คือจ้องตุสนาประพุทธปฏิมาประองตรงตุ้มบรรดาตับประบายไม้ได้สร้างปีทมอผู้โน้ส้มนิมนต์นั่งอ่านเฉยหมกตุสนาได้ต่อบานกรุ๊ปเปรียบเลยประพุทธปฏิมาตรงตุ่มมันน้อยนับประใบใหม่นี้กรมวิชิตรกอก็กลมปุ้งแต่ดับฉละก่อสร้างจีเรียงรอไง
សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ